trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký với tựa đề Ngày tàn của cuộc chiến. Những tràng đại liên chính xác là bốn chiếc trực tăng võ trang thuộc sư đoàn 4 không quân đổ lên đầu toán tiền thám thuộc trung đoàn cộng sản D1 miền Tây Nam Bộ đang vượt kinh Thác Lác với ý đồ mở đường cho trung đoàn này xâm nhập vòng đai bao quanh thị trấn Cần Thơ và phi trường Trà Nóc. Tiếng gào thét vang trời, từng xác người tung lên, đêm dần dần phủ kín lớp sông dài. Đội hình hàng dọc, các đơn vị thuộc trung đoàn D1 được lệnh phân tán tại chỗ, chờ động tĩnh. Những bóng đen, chiếc nón tre bọc lưới, ẩn hiện nhấp nhô như những bóng ma sau đám cây những bụi chân bầu dưới sông vẫn lững lờ vô tình trôi cuốn theo vài xác chết thời gian trôi qua khoảng chừng tàn một nén nhang thủ trưởng trung đoàn cho lệnh toàn bộ vượt sông với hàng trăm ghe xuồng lớn nhỏ đã được bố trí từ buổi sáng tiếng đạp của mái chèo khu nước dồn dập như cố thúc đẩy những con thuyền gia tăng tốc độ mau chóng qua bờ tiếng người xì xào nho nhỏ pha trộn hai giọng bắc và nam tạo nên những âm thanh kỳ lạ bí ẩn cuộc vượt sông tưởng chừng như diễn tiến tốt đẹp đột nhiên những cu đề pa khai pháo từ phi trường bình thủy từ tiểu đoàn 21 bộ binh ở vị thanh từ các pháo đội địa phương như xé bầu không khí nổ tới tấp theo tiến vượt sông dọc theo hai bờ kinh trên đầu các đơn vị hậu tập tiếng người xô đẩy chạy ngược xuôi khi hàng ngũ rối loạn cuộc tiến quân bất thành vì bị bãi lộ trung đoàn d 1 bị cắt làm hai phải phân tán vào các thôn xóm lân cận hai bên bờ sông yên lặng lại trả về trong màn đêm trong miền tây hiền hòa Bây giờ là vào khoảng thượng tuần tháng 4 năm 1975. Tôi ngồi trước bản đồ quân khu 4, màu đỏ chỉ những vị trí của Việt Cộng tạo thành một vòng đai bao quanh các thị trấn quân khu 4. Đúng theo nghị quyết số 14 của Trung ương cục miền Nam, Cộng sản bỏ nông thôn tiến về thành thị theo kế hoạch thanh toán miền Nam theo chỉ thị của Trung ương Đảng Cộng sản màu xanh trên bản đồ chỉ những vị trí của các đơn vị bạn được tái bố trí chặt chẽ hơn. Sư đoàn 21 phụ trách việc bảo vệ vòng đai Alpha từ phía trường Bình Thủy tiếp nối lên trục lộ Cần Thơ, Trương Thiện. Sư đoàn 9 trải quân trấn giữ con lộ huyết mạch của quân đoàn 4 từ phía Mỹ Thuận đến ngã ba Trung Lương. Sư đoàn 6 bộ binh đơn vị lừng danh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã từng xóa sổ sư đoàn 5 và 9 của Cộng sản giữ ải địa đầu của quân khu 4 đoạn vòng cung từ chợ Thầy Yên, Bến Tranh đến Ranh tỉnh Long An. Trong thời gian này, tại Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và Quân khu 4 đã đặt nỗ lực vào việc xây cất nhiều địa ốc thật kiên cố chuẩn bị cho Bộ Tổng Tham mưu của Quân lực và các đơn vị bạn khi cần có thể rút về giữ tuyến cuối cùng bảo vệ đất nước. Tình hình chung lúc ấy là sau cuộc rút lui của quân khu 2, kế tiếp là quân khu 1, vòng đai của quân khu 3 bảo vệ thủ đô Sài Gòn dần dần bị thu hẹp. Vì những rối loạn chính trị đương thời tại thủ đô, vì quân khu 3 thiếu yếu tố địa thế hiểm trở, chắc chắn việc tự thủ tại thủ đô sẽ gây ra nhiều tổn thất cho quân lực và dân chúng. Tôi liên tưởng tới sự thành công của cuộc phòng thủ tại quân khu 4, mảnh đất cuối cùng của đất nước. Với vị trí thiên nhiên của sông Tiền Giang cắt ngang miền Nam, với địa thế sinh lầy của vùng Đồng Tháp, có thể làm giảm thiểu tốc độ chuyển quân của địch sự di chuyển của chiến xa và trọng pháo sẽ bị trở ngại. Với sự tồn tại của toàn bộ các thị trấn, chưa nơi nào lọt vào tay địch và các căn cứ không quân và hải quân vẫn còn nguyên vẹn, dùng làm căn cứ cho các lực lượng liên hệ từ các quân khu khác rút về. Vài ba sư đoàn bộ binh cộng thêm gần nửa triệu địa phương quân và nghĩa quân. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể chống cự một thời gian chờ cơn sốt chính trị gây rối loạn và hoang mang trong hàng ngũ qua đi. Chúng ta sẽ tìm thế phản công trong tương lai chiếm lại phần đất nước đã bị mất. Tôi nghĩ đến gương của nước người, nước Trung Hoa vĩ đại của tường giới thạch và hàng triệu binh sĩ đã không đánh mặt tan, phải bỏ chạy trước đạo quân của Mao Trạch Đông đến khi tàn quân chạy ra đài loan một mảnh đất nhỏ bé họ tưởng đã tổ chức lại hàng ngũ đẩy lui bao nhiêu cuộc tiến công của cộng sản rồi tổ chức được một xã hội bền vững đến bây giờ tôi nghĩ lại nước việt nam thân yêu rồi sẽ đi về đâu tưởng giới thạch còn có đài loan mình thì có cái gì phú quốc à hòn đảo này quá nhỏ và quá gần đất liền không bảo toàn được. Tôi nghĩ đến giải đất vùng biên giới Việt Miên, bao gồm các khu vực có giáo dân, hòa hảo sinh sống, có dãy thất sơn, có căn cứ an toàn, có ba bốn ngàn hang động hiểm trở, thành những phòng tuyến kiên cố, chống giữ các cuộc tiến công từ biên giới sang, thì việc phòng thủ quân khu 4 sẽ lâu bền hơn tôi mang ý kiến ra bàn với vị tư lệnh quân đoàn thiếu tướng nguyễn khoa nam thì được sự tán thành của ông ngay nhưng rủi tay việc hợp tác với giáo dân hòa hảo gặp trở ngại ngay từ bước đầu vì trước đó thiếu tướng nam đã có lần nhận chỉ thị của tổng thống thiệu để giải giới lực lượng hòa hảo huỳnh trung hiếu và bắt giữ ông hai tập nên đã gây ra sự nghi kỵ và hiềm thù trong lòng những người bạn hòa hảo. Khoảng trung tuần tháng 4 năm 1975, Thiếu tướng Nam cùng tôi qua Mỹ Tho họp với các tư lệnh sư đoàn và các tỉnh trưởng miền Hậu Giang để thảo luận về kế hoạch ngăn chặn hoạt động của Cộng sản gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh quân khu 4. Tướng Ngô Quang Trưởng từ Bộ Tổng Tham mưu xuống tham dự buổi họp Tôi có trình bày tường tận về nghị quyết tổng tấn công, tổng khởi nghĩa để đi đến dứt điểm chiến trường của cộng sản. Một số sĩ quan tham dự buổi họp tỏ vẻ hoài nghi về khả năng của cộng sản để thực hiện nghị quyết ấy ở miền Tây. Vào cuối tháng tư tại các vùng khác, quân ta phải triệt thoái liên miên riêng vùng 4 đến ngày cuối cùng vẫn giữ được sự toàn vẹn lãnh thổ. Cuộc phòng thủ bộ chỉ huy cuối cùng của quân đội vẫn được ráo riết thực hiện. Các đà sắt làm cầu được xuất kho để hoàn thành những nhà hầm kiên cố, có thiết trí hệ thống truyền tin, chuẩn bị đón tiếp bộ tổng tham mưu nếu Sài Gòn thất thủ. Chiều 26 tháng 4, Thiếu tướng Nam cho lệnh họp các sĩ quan của bộ tham mưu và các đơn vị trưởng thuộc quân đoàn 4 tại trung tâm hành quân. Họp xong, ông yêu cầu tôi lấy cuốn phim Chiến thắng Hạ Lào liên quan đến cuộc hành quân Lam Sơn 719 của quân đội ta. Tôi còn nhớ khi phim chiếu cảnh, bọn Việt Cộng dẫn dài những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị chúng bắt. Những khuôn mặt quen thuộc hiện ra trên màn ảnh làm rung động sự cảm xúc của mọi người đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng, lữ đoàn 3 nhảy dù. Anh bị thương phải chống gậy. Anh vẫn mặc bộ quân phục dù, ốm hẳn đi, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét rắn rỏi. Theo sát anh là một tên Việt Cộng bé con, nắm khẩu AK như trực nhà đạn. Hình ảnh này làm máu tôi sôi lên trong huyết quản. Tôi liếc qua thiếu tướng Nam ngồi bên cạnh. Ông cũng nhìn lại tôi với cặp mắt buồn. Tôi biết rằng ông còn xúc động hơn tôi vì ông Nguyên là lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 dù trước khi nhận lãnh chức tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh. Ông khẽ bảo tôi nếu đời mình như thế là hết. Ngày hôm sau để nhận định thêm tình hình tôi qua thăm bộ chỉ huy trung đoàn 12 thuộc sư đoàn 7, đóng tại Tân Lý Tây, quận Bến Tranh. Tôi gặp đại tá Đặng Phương Thanh, trung đoàn trưởng, cho biết tình hình trận chiến. Anh nhận định trung đoàn của anh đủ khả năng đối đầu với sư đoàn công trường 5 Cộng sản đang dàn quân trước trận tuyến của anh. Anh đưa tôi đi xem chiến địa nơi vừa xảy ra giao tranh ngày hôm qua. Xác địch còn nằm ngổn ngang bên các bờ bụi. Nhìn anh Thanh mới dáng đi lầm lùi chắc nịch. Tôi cảm nhận anh là sĩ quan chưa và sẽ không hề lùi bước trước quân địch. Tốt nghiệp khóa 16 võ bị Đà Lạt suốt thời gian trong quân ngũ. Anh luôn có mặt tại đơn vị chiến đấu và mới được thăng cấp đại tá vào hôm trước. Sau này, tôi được biết anh đã lựa chọn thà tự sát còn hơn đầu hàng địch. Thời gian lặng lẽ trôi, bi thảm dần dần tới. Lúc đó vào khoảng 28 tháng 4 năm 1975, tiếng nói của Thủ tướng Vũ Văn Mẫu vang lên từ Đại phát thanh Sài Gòn yêu cầu toàn bộ, tòa đại sứ Hoa Kỳ và cơ quan A.O. rút ra khỏi Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Lời yêu cầu trên được lập đi lập lại nhiều lần như xoáy vào tim óc, như nổ trong lòng ngực. Thế là hết. Họ đã âm mưu bỏ chúng ta thực sự rồi. Thành tích bao nhiêu năm chiến đấu đã tan thành mây khói. Đêm đó và sáng hôm sau, quang cảnh thị xã Cần Thơ nhộn nhịp hẳn các loại xe ba bánh chở đồ từ các cơ sở mỹ chạy ngược xuôi những chiếc trực thăng air America không ngừng lên xuống các tàu nhỏ nhưng nhiều mã lực của tòa lãnh sự hoa kỳ rời bến trực chỉ hướng đại ngại đem theo toàn bộ người hoa kỳ và nhiều người việt làm việc với họ cảm nghĩ của tôi lúc đó là tôi không nuối tiếc sự ra đi của người mỹ vì dù họ có ở lại cũng không đóng góp được gì cho công cuộc chống cộng của chúng ta. Nhưng sự ra đi của họ trong bối cảnh bấy giờ đã trở thành một đòn cân não trí mạng đánh mạnh vào tâm trạng hoang mang của toàn thể nhân dân Việt Nam và làm suy yếu hẳn sự kháng cự cộng sản của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chiều hôm đó, khi đi qua sân Bộ Tư lệnh, tôi về phòng làm việc tôi có gặp chuẩn tướng tham mưu trưởng quân khu 4. Đây là lần cuối cùng tôi gặp ông vì nửa đêm hôm đó tôi bắt được nghị quyết số 14 của Cộng sản đề cập đến việc chuẩn bị tiếp thu các thành phố đến kế hoạch thâm độc nhằm tiêu diệt những quân nhân và cán bộ quốc gia khi chúng nắm được quyền hành. Sáng sớm ngày 30 tháng 4, không khí bộ tư lệnh quân khu 4 có vẻ khẩn trương vì sự ra đi của chuẩn tướng, tham mưu trưởng và một số sĩ quan trong đêm trước. Tiếp theo đó, qua đài phát thanh Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh ra lệnh toàn bộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa buông súng đầu hàng địch và chuẩn bị bàn giao căn cứ cho chúng. Mọi người đều rung động, không khí căng thẳng đến cực độ có người còn hy vọng Dương Văn Minh lên làm Tổng thống để sửa soạn một giải pháp trung lập, hòa giải. Chứ đâu có ngờ ông ta lên làm Tổng thống để đầu hàng địch. Đại tá Nguyễn Đình Vinh được chỉ định thay thế chuẩn tướng tham mưu trưởng để triệu tập tất cả sĩ quan có mặt tại Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc và vị tỉnh trưởng Cần Thơ tại Trung tâm Hành quân để thiếu tướng Nam nói chuyện. 10 giờ 30 phút sáng, thiếu tướng bước vào hội trường, mọi người nghiêm chỉnh đứng lên chào. Ông từ từ tiến lên bục cao, xoay mình đối diện với các sĩ quan trực thuộc. Khuôn mặt vẫn đầy cương nghị, nhưng ánh mắt thật buồn. Ông nói, các sĩ quan thân mến, như anh em đều biết, đất nước chúng ta đang rẽ vào khúc Quanh quan trọng nhất của lịch sử. Chúng ta là quân nhân thì phải tuyệt đối tuân lệnh chính phủ. Vậy tôi để các anh lát nữa trở về đơn vị, tùy tiện sắp xếp công việc để bàn giao cho họ. Về phần tôi, mặc dù có sẵn trực thăng, tôi sẽ không đi đâu hết. Nói xong, ông rời phòng hội để về văn phòng ông. Tôi đẩy cửa bước theo để được nói chuyện với ông lần cuối. Ông tướng ơi, ông đành chịu vậy sao? Tôi vẫn xưng ngô kiểu đó khi chuyện vãn, chỉ có ông và tôi. Ông cười buồn, biết làm sao được bây giờ hả anh? Rồi ông im lặng hút thuốc, thở khói nhẹ nhẹ, vẻ mặt đâm chiêu. Trước mặt ông là cái gạt tàn thuốc lá khổng lồ đầy ấp. Chắc đêm qua ông đã thức trắng đêm. Trong thâm tâm, tôi muốn đề nghị với ông tìm cách thoát hiểm. Nhưng tôi không mở lời được Vì biết ông sẽ từ chối Một lúc sau tôi đứng thẳng người Kính cẩn chào cấp chỉ huy lần cuối cùng Rồi quay trở về phòng Bây giờ tôi còn nhớ rõ Trung ý danh Sĩ si quan tùy viên của Thiếu tướng Nam chạy theo Gọi tôi nhờ chỉ dẫn cách sử dụng khẩu súng lục màu xanh biếc Mà Thiếu tướng vừa cho anh vào buổi sáng Tôi không hiểu ông đã cho sĩ quan tùy viên khẩu súng xinh xắn để làm gì. Tôi âm thầm đếm bước chân trên lối đi dẫn về phòng tôi ở. Tôi liên tưởng ngày mai đây, cũng trên những mục đi này, bàn chân kẻ thù cũng sẽ bước chồng lên dấu chân tôi. Cuộc chiến này đã kéo dài trong bao năm trường, không ngờ đã tàn nhanh đến thế. Lòng tôi đầy bi phẫn, mặc dù tôi không có cách gì để kháng cự địch nữa nhưng tôi không cam lòng đầu hàng chúng suy nghĩ mãi tôi thấy mình phải tìm cách thoát hiểm cho dù bỏ mạng trên đường thoát hiểm cũng đành ý nghĩ này làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn tôi nhảy lên xe chip lái ngang qua tiểu khu cần thơ gặp đại tá huỳnh ngọc diệp một sĩ quan trừ bị bạn đồng khóa với Thứ tướng Nam để tìm phương tiện thoát hiểm. Tôi trình bày với anh về nghị quyết 15 của Cộng sản và những tội nhục mà chúng sẽ dành cho mình khi chúng chiếm được phần đất này. Tôi đề nghị anh cùng tìm cách thoát hiểm. Ban đầu, anh từ chối lời đề nghị nhất quyết tự thủ. Nhưng sau tôi thành công trong sự thuyết phục anh, và chúng tôi tìm phương tiện di chuyển. Chúng tôi rời bến Cần Thơ vào chiều ngày 30 tháng 4 năm 1975 trên một con đò máy chật hẹp hướng ra cửa biển. Cuộc hành trình đầy cam go, tổn thất đã đánh dấu sự chấm dứt Minh nghiệp của chúng tôi trong sự tội nhục ê chề. Trên đường vượt thoát, được tin Thiếu tướng Nam, chuẩn tướng Hưng và một số bản hữu đã tự sát hoặc bị cầm tù. Tôi đã nhắm nghiền cặp mắt để nén lệ trào ra. Lòng ngậm ngùi nhớ đến những khuôn mặt thân yêu đó mà trọn đời tôi sẽ không bao giờ quên được. Cảm ơn quý vị đã nghe ngày tàn của cuộc chiến.